Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Loại cây quý hơn vàng mọc đầy đường, 100 người thì 99 người không biết công dụng trời cho của nó. Yên bạch, cây thuốc quý không phải ai cũng biết. Khi còn nhỏ, tôi sống ở vùng rừng núi cao Tây Bắc, vì thói quen nghịch ngợm, ăn uống linh tinh mà tôi hay bị thương ở chân, tay, táo bón. Khi đó, bố mẹ thường dùng loại cây tự nhiên mà người dân quê tôi hay dùng để chữa bệnh, đó là cây yên bạch. Dân gian gọi đó là cây chó đẻ. Yên bạch có rất nhiều tên gọi khác nhau tùy từng địa phương, như cây cộng sản, cây cỏ Lào, cây phân xanh, cỏ Nhật, cây lốp bốp, ba bớp. Cây mọc thành từng búi, có thể cao tới 2 mét, lá mọc đối xứng, hoa nhỏ, màu tím nhạt. Yên bạch phân bổ rộng khắp trong cả nước, nhiều nhất là ở vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Người dân nơi đây thường chặt và bỏ xuống ruộng để làm phân xanh tự nhiên. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết quả cho thấy trong cây yên bạch rất nhiều đạm, lân, kali. Ngọn non và lá của cây yên bạch chứa tới 2,65% đạm, 2,48% kali và 0,5% lân và tinh dầu. Thêm vào đó là các tác dụng chống viêm và kháng khuẩn của cây yên bạch rất tốt. Tác dụng cầm máu. Cây yên bạch có chứa các chất kháng sinh, có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn, làm ức chế vi khuẩn gây lên mủ trên vết thương hở, và đặc biệt có khả năng cầm máu nhanh. Nếu bị thương khi đi du lịch, sai hiệu thuốc mà lại gần vùng rừng cây, bạn có thể nghĩ ngay đến cây yên bạch. Chỉ cần hái một nắm lá, tốt nhất là lá bánh tẻ, rửa sạch rồi vò nát và đắp vào vết thương, trị táo bón. Theo kinh nghiệm dân gian, khi bị táo bón, lị cấp tính hay tiêu chảy, chỉ cần hái 3 đến 5 ngọn yên bạch, rửa sạch, nhai kèm với một chút muối, nuốt cả nước lẫn bã, có thể trị dứt điểm táo bón, tiêu chảy. Đây là bài thuốc vô cùng hiệu nghiệm mà bà con vùng núi thường sử dụng. Nếu bị nhẹ thì chỉ cần dùng một lần duy nhất là có thể khỏi bệnh. Vị đắng trong lá cây yên bạch có tác dụng diệt khuẩn, nên khi ăn vào dạ dày nó sẽ tiêu diệt các khuẩn gây hại, chữa loét giác mạc. Sử dụng 50g lá yên bạch, rửa sạch, giã nhỏ và cho vào nồi hấp cách thủy khoảng 30 phút. Sau đó rửa mắt bằng nước muối, bọc lá yên bạch vào miếng gạc đắp lên mắt. Người bệnh nằm từ 10 đến 12 giờ thì thay thuốc. Đây là loại thuốc khá hiệu nghiệm vì yên bạch giúp diệt khuẩn gây mủ rất tốt. Nghiên cứu trên bệnh nhân bỏng cho thấy dịch chiết từ yên bạch có hiệu quả ức chế vi khuẩn mạnh, có tác dụng kích thích biểu mô liền vết thương và giảm sưng viêm. Ngoài các tác dụng chính như trên, đã có những nghiên cứu chiết xuất flavonoid trong cây yên bạch để làm mỹ phẩm. Cây yên bạch được người dân sử dụng nhiều vì tính chống viêm, kháng khuẩn. Đây cũng là một loại dược liệu quý có thể điều chế thành dược phẩm nếu có thêm những nghiên cứu sâu hơn từ các nhà khoa học. Cây thuốc lạ cứu sống người bị hư cả hai quả thận. Bị hư cả hai quả thận, tiền bạc lại không có, anh Ngô Sĩ Lạc ở thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa cứ ngỡ mình sẽ sớm lìa cuộc đời. Trong hoàn cảnh bế tắc, anh tìm uống thuốc nam và hết bệnh nên hăm hở chia sẻ cây thuốc lạ lùng này với nhiều người, mong giúp họ tìm lại được sức khỏe. Cây thuốc nam lạ. Năm 1993, anh Ngô Sĩ Lạc mắc bệnh thận, căn bệnh này suýt nữa thì cướp đi mạng sống của anh. Tôi điều trị ở bệnh viện tại Phú Yên, vô bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh, rồi ra bệnh viện ở Vinh, Nghệ An. Bác sĩ đều nói cả hai quả thận bị hư, tôi phải ghép thận nếu có tiền. Anh Lạc làm gì có tiền, có thận để mà ghép. Năm 1984, từ Diễn Châu, Nghệ An, anh đến huyện miền núi Sơn Hòa lập nghiệp, rồi anh đi bộ đội sang chiến trường Campuchia, bị bệnh sốt rét hành hạ, anh Lạc xuất ngũ một năm sau đó. Trở về Sơn Hòa, anh lập gia đình, hai vợ chồng mưu sinh chân dẫy. Đến khi anh Lạc ngã bệnh, vợ chồng anh phải chuyển nhượng 1,5 ha đất dẫy để chạy chữa thuốc thang. Không có tiền ghép thận, anh đành buông xuôi mặc cho số phận. Anh được đưa về nhà và bị căn bệnh quái ác hành hạ, dẫn đến phù, co rút hai chân, không thể đi được. Khi đó, người đàn ông sinh năm 1967 này yếu đến mức được vợ và bạn dìu hai bên, cũng không còn sức để đứng lên. Cứ ngỡ mình sẽ chết thì ngày nọ, anh Lạc hay tin ở Tuy Hòa có một người đào vàng bị hư cả hai quả thận, bệnh viện chê trả về. Rồi bệnh nhân đó uống thuốc của một người dân tộc thiểu số ở Phú Túc, Krông-pa, Gia Lai và khỏe mạnh trở lại. Như người sắp chết đuối vớ được cọc, anh Lạc nhờ em trai lên Phú Túc lặn lội tìm người đàn ông kia để mua thuốc. Em tôi mua được hai khúc cây, mỗi khúc dài khoảng nửa mét, to bằng cổ tay, với giá 150.000 đồng.
Về nhà vạt mỏng, rang vàng hạ thổ rồi nấu sôi kỹ để tôi uống thay nước. Đêm đó, sau khi uống hết ấm thuốc đầu tiên, tôi rất mệt nhưng sáng hôm sau thì thấy đỡ nhiều. Tôi liền bảo em lên Phú Túc mua thêm thuốc, uống đúng một tháng thì khỏe. Tôi đi siêu âm lại, bác sĩ bảo thận không có vấn đề gì. Anh Lạc tươi cười kể về chuyện mình đã thoát khỏi bệnh một cách kỳ diệu, chia sẻ niềm hy vọng khỏi bệnh. Anh Lạc vô cùng tò mò muốn biết cây thuốc đã giúp mình bước qua cửa tử thần, nên đem khúc cây đến gặp nhiều người dân tộc thiểu số sống ở địa phương để tìm hiểu. Tuy nhiên, tất cả đều lắc đầu, chẳng biết đó là cây gì, bởi vì trước khi bán thuốc cho gia đình anh Lạc, người đàn ông ở Phú Túc đã chặt cây thuốc ra thành từng khúc và trên cây không còn một cái lá nào, vì vậy người ta không thể nhận diện được. Khỏe mạnh trở lại, anh Lạc tiếp tục làm rẫy và mua cây thuốc chữ trong nhà. Mỗi lần lên Phú Túc, tôi mua từ 1 đến 2 triệu đồng tiền thuốc để dành trong nhà, ai cần thì tôi chia lại cho họ. Anh Lạc cho biết, cách đây 3 năm, anh Cao Văn Thìn ở thôn Nguyên Trang đồng hương với anh Lạc mắc bệnh sốt rét, sau đó tiểu ra máu rất nhiều. Anh Thìn đến bệnh viện khám thì được khuyên nhập viện để điều trị. Lúc đó, vợ tôi cũng đang bệnh, đang lúc mùa màng mà gia đình lại neo người nên tôi không nhập viện. Anh Lạc hay tin đưa cho tôi một khúc cây bảo về sắc uống thử. Tôi uống vào thấy đỡ, nước tiểu trong trở lại, công nhận cây đó hay, cách sử dụng cũng rất đơn giản. Anh Thìn kể, anh Thìn cho biết sau khi uống hết 4 ấm thuốc, anh khỏi bệnh cho tới bây giờ. Khúc cây thuốc mà anh Lạc đưa giờ vẫn còn một ít, anh Thìn cất kỹ để dành, nó chẳng bị mối mọt gì cả, dù tôi cứ để khơi khơi như thế. Anh Thìn nói, rồi cũng như anh Lạc, anh Thìn rất tò mò muốn biết rốt cuộc đó là cây gì mà hay vậy. Hai anh em đều lên Gia Lai mua thuốc và theo dõi người đàn ông vì muốn tìm ra gốc gác cây thuốc nhưng mà không được. Anh Thìn tươi cười kể, không chỉ nhiều người ở thôn Nguyên Trang biết về cây thuốc của anh Lạc mà người ở xa cũng gọi điện đến đặt hàng. Anh Lạc nói, tôi đã chia thuốc cho rất nhiều người, gần có, xa có, giờ không thể nào nhớ hết. Có người ở Cam Ranh, Khánh Hòa uống hết bệnh rồi mà vẫn mua thêm, nói là để thủ trong nhà. Một người tên Thi bị phù, ứ nước ở thận, uống thuốc hết bệnh rồi thì mua về bán cho dân trong vùng. Tít trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có người điện ra tìm mua cây thuốc này. Một trong những người ở thành phố Hồ Chí Minh đã mua thuốc của anh Lạc là anh Nguyễn Đức Thái, sống tại quận Thủ Đức. Qua điện thoại, anh Thái cho biết, 2 năm trước, thận của tôi bị ứ nước độ 2. Nghe người ta mách bảo, tôi mua thuốc của anh Lạc, uống chừng gần 1 tháng thì khỏi bệnh. Từ đó đến nay, tôi vẫn đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả đều ổn. Theo lời anh Lạc, cây thuốc mà anh chữ trong nhà chuyên trị chứng suy thận, phù do bệnh về thận, thận ứ nước, tiểu ra máu do tổn thương thận, còn bệnh sỏi thận thì cây thuốc này bó tay. Khi phóng viên tỏ ý muốn biết mặt mũi cây thuốc, anh Lạc kêu vợ mang ra một khúc to bằng cổ tay trẻ con, có gai màu vàng rất nhạt. Rồi anh mang ra một cái máy bào, tì khúc cây vào cửa, anh Lạc bắt đầu bào và răm xối xả văng ra. Chốc sau, anh đã có một vốc to răm mỏng bào từ cây thuốc có mùi hăng rất nhẹ. Anh Lạc hướng dẫn, đem cái này răng vàng, hạ thổ, rồi cho vào ấm đất, đổ 4 chén nước, đun sôi kỹ rồi uống thay nước. Thế thôi, một ấm thuốc nấu từ 2 đến 3 nước mới bỏ. Cũng theo anh Lạc, người bị suy thận phải uống từ nửa tháng đến 1 tháng mới có kết quả, còn người bị phù do bệnh về thận thì chỉ cần uống trong 50 ngày. Có người ở thành phố Tuy Hòa điện lên hỏi về cây thuốc, rồi hỏi có cần đưa bệnh nhân đến để bắt mạch không. Trời, tôi đâu phải là thầy thuốc, tôi may mắn biết được cây thuốc này, cứu được mình, sau đó thì giúp bà con thôi, anh Lạc nói. Ít ai ngờ, 7 loại rau quả dại phổ biến ở Việt Nam lại là thuốc quý hiếm, khá đắt đỏ ở nước ngoài. Không phải ngẫu nhiên mà những loại quả này có giá đắt hơn vàng khi xuất khẩu, mà theo giới y khoa, đây đều là những loại thuốc cực kỳ quý hiếm, chúng ta chớ có xem thường mà bỏ qua nhé. Có thể thấy ở nước ta, những loại quả như tầm bóp, trái bần, me, chanh leo đều là những loại thực phẩm có giá rẻ, được trồng đại trà, thậm chí mọc hoang dại đầy ở các khu vườn, ven đường, nhưng khi được xuất ngoại, chúng lại có giá đắt hơn vàng. Tại sao lại như vậy? Dưới đây là lý do. 1. Me được đặt trong danh sách bảo vệ của quốc gia ở nước người ta. Me là loài cây mọc phổ biến tại Việt Nam. Nhiều người coi quả me là một thứ quả bình thường, dùng để ăn vặt hoặc nấu canh chua. Nhưng ở Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới, cây me có một vị trí đặc biệt quan trọng, nằm trong danh sách bảo vệ của quốc gia nhờ những tác dụng tốt từ gốc đến ngọn mà nó mang lại. Theo ghi chép, me không chỉ là món ăn ngon mà có thể dùng để chữa bệnh rất hiệu quả. Bột và thịt me có thể làm món súp nóng, dùng để trị bệnh cảm lạnh theo cách chữa bệnh cổ truyền của người Ấn Độ.
Độ. 2. Trái bần hoang đã trở thành đặc sản xuất ngoại, là loại cây đặc thù ở đồng bằng sông Cửu Long. Bần còn gọi là cây thủy liễu, ở đâu có sông, có vàm, cù lao là ở đó có cây bần sinh sôi nảy nở thành rừng. Hàng năm, bần trổ hoa vào khoảng tháng 6 âm lịch cho đến tháng 9. Trái bần xanh ăn có vị chua và hơi chát, lúc chín tới thì vừa chua, vừa thơm, ngọt, ăn một lần sẽ nhớ mãi. Vì vị của nó rất đặc biệt, không giống loại trái cây nào. Người miền Tây thường tận dụng cả hoa và trái bần để chế biến thành những món ăn dân dã. Hoa bần vào mùa nở rộ rất đẹp, dùng để trộn gỏi với thịt heo hoặc các loại thủy sản. Ở một số nước Đông Nam Á còn dùng lá, búp non của cây bần làm rau ăn sống. Tại Philippines, nông dân ven biển dùng trái cây bần ổi chín ủ thành các món ăn dân dã hàng ngày. Trái bần được xuất khẩu sang nhiều nước Canada, Đức, Úc. Ngoài việc chế biến thành thực phẩm, cây bần được cho là rất hữu ích trong đông y. Trái bần chua được sử dụng làm thuốc đắp vào chỗ viêm tấy vì bong gân. Ở Ấn Độ, người ta dùng dịch trái lên men làm thuốc ngăn chặn chứng xuất huyết. Ta dùng lá giã ra, thêm tí muối, làm thuốc đắp tốt các vết thương bầm tím và vết thương nhẹ. Ở Malaysia, người ta giã lá lẫn với cơm, làm thuốc đắp chữa bí tiểu tiện rất hiệu quả. 3. Quả dại tầm bóp ở Việt Nam sang Nhật Bản bán với giá hơn 700.000 đồng 1 kg. Trông chúng cứ như quả cà thu nhỏ, bọc ngoài là một lớp vỏ mỏng như chiếc lồng đèn. Chính vì thế, chúng còn có tên là cây lồng đèn. Nếu quả tầm bóp ở Việt Nam được xem như là một quả dại, chỉ cần ra bờ ruộng thôi là có thể hái cả nắm mang về mà không tốn tiền mua, thì ở Nhật Bản, đây là một thứ quả khá đắt, đến hơn 700.000 đồng 1 kg. Giá trị nhất của cây tầm bóp là quả tầm bóp, khi chín, quả sẽ có màu đỏ rất đẹp, vị hơi chua, có thể chế biến làm mứt, thậm chí làm thuốc chữa bệnh. Ở Nhật Bản, đây là một thứ quả khá đắt. Tính theo giá thành ghi trên bao bì, có thể thấy 1 kg quả tầm bóp có giá bán lên tới 700.000 Việt Nam đồng, thậm chí còn đắt hơn quả cherry nhập về Việt Nam. Người Nhật họ yêu quý loại trái này vì có nhiều công dụng như giải nhiệt, chữa các bệnh về gan, thận cực tốt, dứt điểm các chứng ho, tiêu đờm nhanh chóng, tăng cường sức khỏe cơ thể. 4. Dược vương chanh leo. Ở Việt Nam, chanh leo hay còn gọi là chanh dây chỉ là thứ quả bình dân. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, nó được mệnh danh là dược vương trong các loại trái cây, được săn lùng và tìm kiếm. Một nghiên cứu đăng tải trên Hàng Châu Nhật Báo cho hay, một quả chanh leo có giá trị tương đương với 10 quả táo. Nghiên cứu cho thấy, trái cây này có tác dụng giải độc, giúp dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ ngon và sâu hơn. Chanh leo cũng giàu axit amin cần thiết cho nhu cầu của cơ thể con người. Đây cũng được xem là thực phẩm có tác dụng hạ huyết áp tự nhiên hiệu quả, an thần, giảm mất ngủ, thải độc và chữa trị các bệnh về tiêu hóa, bệnh trĩ vô cùng hiệu quả. 5. Rau dền. Loại rau này chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất hơn hẳn các loại rau khác. Chúng còn chứa lượng lớn chất đạm, chất xơ và nước. Các chất này vào trong cơ thể và phát huy tác dụng trong việc ngăn ngừa các nguy cơ gây bệnh mãn tính, tim mạch, chống lại tình trạng hình thành xơ vữa, giúp tim khỏe mạnh hơn. Ở Việt Nam, rau dền là một loại rau rẻ tiền được ăn hàng ngày, nhưng đây là loại rau không hề rẻ tại các nước như Ấn Độ, Hy Lạp. Tại các nước khác trên thế giới, loại rau này được điều chế thành các loại thuốc chữa động kinh, chứng co giật hay các loại thuốc điều trị viêm nhiễm mắt. 6. Rau sam. Nhắc đến rau sam thì bạn sẽ nghĩ ngay đến loại rau dành cho bò và dễ ăn. Bạn có biết rằng trong chúng không chỉ chứa một lượng lớn magie, canxi, kali mà còn có các loại vitamin C, A, B cực lớn hay không? Đối với người nước ngoài như người Hoa, họ gọi rau sam là rau trường thọ, vì chúng chứa nhiều dưỡng chất ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch của cơ thể. Đối với người châu Âu thì họ cũng xem đây là loại rau kỳ diệu, có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, có thể làm salad trộn hay các loại dưa chua. 7. Rau tía tô. Ra chợ với vài 3.000 đồng là bạn đã có ngay bó rau tía tô tươi ngon mang về. Nhưng ở Nhật, tía tô có giá không thấp như thế, vì mọi bộ phận của cây đều có công dụng đối với sức khỏe và cả làm đẹp. Người Nhật phân loại từng bộ phận và nghiên cứu bào chế ra nhiều loại thuốc chữa các bệnh ngoài da, bệnh gút, các bệnh liên quan đến xương khớp. Chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết 7 loại rau quả này lại là thuốc quý giá, có nhiều công dụng với sức khỏe đến vậy. Từ nay về sau, hãy sử dụng những loại rau quả này để nấu các bữa ăn cho gia đình, vừa ngon, vừa rẻ, lại vừa tốt cho sức khỏe bạn nhé.
Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.